Tính đến thời điểm này thì học sinh tiểu học và phổ thông cơ sở ở Hà Nội đã đi học được 2 tháng, còn với học sinh mầm non là hơn 2 tuần. Vượt qua những cảm giác hồi hộp có chút căng thẳng ban đầu, các em đã nhanh chóng hòa nhập với trường, với lớp, bắt nhịp được với chương trình học. Để có được điều này, các thầy cô giáo đã phải nỗ lực trong nắm bắt tâm lý học sinh cũng như đa dạng hóa các hoạt động dạy và học để các em có thêm hứng thú. Giờ học tìm hiểu về nghệ thuật chèo của các em học sinh cấp 3. Thay vì ngồi trên lớp nghe cô giảng, các em được nghe chính các nghệ sĩ chèo gạo cội chia sẻ, được hóa thân vào các nhân vật trong các vở chèo kinh điển. Trước khi tham gia vào buổi chia sẻ này thì con luôn nghĩ là chèo là một cái gì đó rất là giống tuồng ạ, chỉ khác là cái tên gọi thôi. Nhưng mà sau khi con tham gia thì con cảm thấy là chèo mang một cái dấu ấn và bản sắc riêng. Con hiểu được cách mà các nghệ sĩ khi mà họ hát chèo nó tông giọng như nào. Việc mà chúng tôi thực hiện biện pháp đó là cho các bạn học cùng với diễn giả thì sẽ giúp cho các con có những nền tảng kiến thức chuyên sâu, vượt ra khỏi cái không gian sách vở, và chính điều đó sẽ giúp cho các con được chuẩn bị kiến thức một cách vững vàng hơn. Các con không chỉ bó hẹp cái kiến thức đấy ở trong sách vở mà còn được học từ thực tế. Gần 10 giờ có mặt tại trường thì đã có hơn một nửa thời gian các em được thoát ra khỏi không gian phấn trắng bảng đen. Giờ thể dục nhiều khi lại là giờ học được yêu thích nhất, bởi ở đây các em được chạy nhảy, hò hét thoải mái, những điều không thể có khi học trực tuyến. Học ở trường thì sẽ có nhiều bạn bè để nói chuyện hơn là học ở nhà. Con cũng là một học sinh mới và đến đây là con thật sự là con được gặp mặt các bạn và được chơi những môn thể thao và học những môn học mà con chưa bao giờ được học, nên con thấy rất là vui ạ. Ngay từ khi bắt đầu đón học sinh quay trở lại trường, các thầy cô đã chuẩn bị một bức tường lớn nơi các em có thể bày tỏ cảm nghĩ, những vấn đề tâm lý mà mình gặp phải sau một thời gian ở nhà. Những ngày đầu đến trường, việc nắm bắt cảm xúc của học sinh thậm chí còn quan trọng hơn cả việc hôm nay các em sẽ học gì. Chính các bạn học sinh là người viết ra cái bức tường đấy và cùng dán cái sticker lên. Thì bức tường đó nó mang tính chất là để cho các bạn học sinh khi quay trở lại trường được gọi là gọi tên cái cảm xúc của mình ra. Dù nó là trước đấy nó là có tích cực hay là nó có một chút gì đấy tiêu cực đi chăng nữa thì chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng để các bạn học sinh có thể duy trì được sức khỏe tinh thần của mình, thì đấy là có thể gọi tên được cảm xúc của mình ra. Với trẻ em, kiến thức là điều có thể dần bổ sung và hoàn thiện. Trong sự ngây thơ, hồn nhiên, cảm xúc tươi vui thì luôn cần có trong những khoảnh khắc.